Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình sẽ lại bắt đầu thông tin tình hình sáng ngày hôm nay, ngày 27 tháng 8. Và như thường lệ, vẫn là thông tin về các trường hợp vi phạm về chỉ thị số 16 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Thì theo báo cáo của Công an tỉnh, ngày hôm qua, 26 tháng 8, số vi phạm phòng chống dịch COVID-19 đã giảm so với ngày hôm trước là 9 trường hợp, 93 trên 102 trường hợp. Trong ngày, các lực lượng đã lập biên bản vi phạm về quy định phòng chống dịch 163 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 93 trường hợp, lỗi ra đường không lý do chính đáng là 85 trường hợp, tụ tập đông người là 7 trường hợp và không đeo khẩu trang là 1 trường hợp, tổng số tiền là 273 triệu đồng. Thì tổ chức tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn là có 880 cuộc, phối hợp và kiểm tra công tác phòng chống dịch là 492 cuộc, nhắc nhở 249 người dân và 28 cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Kiểm tra 4.727 lượt phương tiện, buộc quay đầu 76 phương tiện do không có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19. Về tình hình an ninh trật tự liên quan phòng chống dịch, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 25 tháng 8, tại chốt kiểm dịch COVID-19 ấp Phú Hữu, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre phát hiện một xe ô tô đầu kéo, kéo Maroc NNB, sinh năm 86, đăng ký hộ khẩu thường trú tại Bình Phục Nhất, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, điều khiển xe chở đầu kéo. Trên xe có 6 người và 5 người ở tỉnh Bến Tre, 1 người ở tỉnh Đồng Nai, đi bốc vác nhưng không có giấy phép theo quy định. Vụ việc đang được củng cố hồ sơ xử lý. Và tại Châu Thành, cũng liên quan đến người và phương tiện, phát hiện 3 người trong thùng xe tải. Thì vào lúc 21 giờ 50 phút ngày 25 tháng 8, tại chốt kiểm soát Cống Nam Đá, ấp Phú Xuân, xã Phú Đức, huyện Châu Thành, lực lượng chức năng đã trực chốt tiến hành kiểm tra xe tải biển số 71C05606 do tài xế Vũ Xuân Hòa, sinh năm 1972, có hộ khẩu thường trú tại C1, khu 46, phường Vũ Khương, thành phố Bến Tre. Điều khiển thì bên trong thùng xe có 3 người, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Hiện công an xã đã lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Và cũng tại Châu Thành, phát hiện người dân trồng cần sa trong vườn. Lúc 10 giờ 50 phút ngày 25 tháng 8, công an xã Phú Đức tiến hành kiểm tra đột xuất nhà vườn của hai hộ dân, đó là ông Võ Hoàng Nhẫn, sinh năm 62, có hộ khẩu thường trú tại Phú Long, xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, và ông Nguyễn Văn Hoa, sinh năm 1965, đăng ký hộ khẩu thường trú tại Phú Long, xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Thì phát hiện tại khu vực đất vườn của hai hộ trên có trồng cần sa, thì công an đã tiến hành lập biên bản và tịch thu tại vườn của ông Nhãn là 3 cây kích thước là 1 mét, còn của ông Hoa là 19 cây, kích thước là 15cm đến 80cm. Thì công an cũng đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh, thì theo Bộ Y tế miền Tây Nam Bộ chưa có tỉnh nào đạt tiêu chí kiểm soát dịch. Thì theo Bộ Y tế, 5 trên 12 tỉnh thành miền Tây Nam Bộ có ca F0 tăng so với 7 ngày kế tiếp trước, chưa tỉnh nào đạt tiêu chí kiểm soát dịch và dừng chỉ thị số 16. Thì theo đó, 12 tỉnh thành phía Tây Nam Bộ gồm Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và Vĩnh Long. Thì theo báo cáo từ các tỉnh thành, trong một tuần qua, 5 trên 12 địa phương ở miền Tây Nam Bộ có ca F0 tăng so với tuần ngay trước đó. Trong đó, Tiền Giang có số tăng gấp 2,5 lần, trung bình ghi nhận mỗi ngày 4 đến 700 ca một ngày. An Giang thì tăng 1,7 lần, Kiên Giang thì tăng 2 lần, Cần Thơ và Đồng Tháp thì ghi nhận 100 đến 200 ca một ngày. Còn 3 tỉnh Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu thì dưới 20 ca một ngày. Thông tin cuối cùng của bản tin sáng ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre. Tính đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 27 tháng 8, thì theo đó, Bến Tre có thêm 13 ca mắc COVID-19 mới. Thì toàn tỉnh hiện nay đã có là 1.680 ca mắc với COVID-19, vẫn là 39 ca tử vong và 1.087 ca đã ra viện. Thì số ca mắc mới ghi nhận trong sáng ngày hôm nay bao gồm ổ dịch công ty thuộc khu công nghiệp An Hiệp là 2 ca, Ba Tri là 5 ca, ở Tân Thủy là 4 ca và Bảo Thạnh là 1 ca. Châu Thành là 4 ca tại Tân Thạch và Chợ Lách là 1 ca tại thị trấn. Thì Mỏ Cày Nam là 1 ca tại thị trấn. Thì 13 ca ghi nhận sáng ngày hôm nay là đã có 11 ca trong khu cách ly và phong tỏa. Cộng đồng là 2 ca. Thì 2 ca cộng đồng bao gồm là 1 ca tại thị trấn Chợ Lách nè, test nhanh dương tính không có triệu chứng, 1 ca tại thị trấn Mỏ Cày là tài xế vận chuyển hàng hóa test nhanh âm tính ngày 19 tháng 8. Cho đến nay ở nhà thì ngày 26 tháng 8 thì test nhanh dương tính. Thì mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một lúc đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.